mà cầm những góc của file cuối này mà không bị chèn nhạc vào, với lại giọng nói vào, nên liên hệ số điện thoại của họ là 0825 2799, gặp họ để họ bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do thử chèn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Cần bản hát đầy đủ hơn mà không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 0825 2799 như một quận để được tư vấn thêm. Lưu ý những bản này có tiếng Trung và sách và có thể số lượng nhỏ hơn trong điều những bản này bị phản định thật sớm, nhưng được dạng đó để tránh việc nhờ tiếng có hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bản mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe với thân thân bạn của em, hãy lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để nghe tốt hơn nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào, với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của thợ là 0708252999, gặp thợ để thợ bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do thử chèn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 như một quận để được tư vấn thêm. Lưu ý những bản này có tiếng Trung tràn sách và có thể số lượng nhỏ hơn trong điều là những bản này bị trải nghiệm thực tế, luôn được đoạn đó để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bảy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Sang Bảy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để nghe phát hay nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào, với lại giọng nói vào, nên liên hệ số điện thoại của thợ là 0708252799, gặp thợ để thợ bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do thử chèn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là